Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang, hay là quý anh chị và các bạn cũng có thể kêu mình là Yuki cũng được. Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình rất vui tiếp tục cùng quý anh chị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo số 106. Đó là 31 từ vựng tiếng Quảng Đông về đồ ăn gia vị. Thì đó là 31 từ vựng cũng khá là quan trọng. Chúng ta bắt đầu đi vào từ vựng thứ nhất. Đồ gia vị sẽ là số 1. Thiều, mì, liệu. Thiều, mì, liệu. Thiều, mì, liệu có nghĩa là đồ gia vị. Thế bột nêm sẽ là, nói như thế nào? Bột nêm sẽ là số 2. Mì chính. Mì chính. Mì chính là bột nêm. Rồi, đường. Đường sẽ nói như thế nào? Đường sẽ nói như thế này. Số 3. Thòn. 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 Thòn có nghĩa là đường. Thưa quý chị các bạn. Rồi, thí dụ như chúng ta muốn nói muối. Muối có nghĩa là dìm. Dìm. Dìm có nghĩa là muối. Rất là đơn giản ha quý anh chị các bạn. Chúng ta học từ vựng từ đơn giản cho tới phức tạp thì chúng ta sẽ nói rất là dễ dàng ha quý anh chị các bạn. Chúng ta cần phải có vốn từ vựng thôi, bắt đầu nữa nè. Thí dụ như chúng ta muốn nói tiêu. Tiêu thì nói như thế nào? Nói như thế này. Số 5. Vù chiếu. Vù chiếu. Vù chiếu có nghĩa là tiêu. Rồi, chúng ta muốn nói hạt tiêu hay là tiêu hạt thì sẽ là số 6, nói như thế này. Vù chiếu lắp. Vù chiếu lắp. Vù chiếu lắp có nghĩa là tiêu hạt. Lắp có nghĩa là hạt hay là viên. Vù chiếu lắp có nghĩa là hạt tiêu hay là tiêu hạt. Rồi, tiếp tục. Tiêu bột thì sẽ là, nói như thế này, số 7. Vù chiếu phẩn. Vù chiếu phẩn. Phẩn có nghĩa là bột. Vù chiếu có nghĩa là tiêu. Vù chiếu phẩn có nghĩa là tiêu bột. Rồi, thí dụ như chúng ta muốn nói muối tiêu thì sẽ là số 8. Nói như thế này. Chiếu dìm. Chiếu dìm. Chiếu dìm là muối tiêu. Rồi, thí dụ như chúng ta muốn kêu củ tỏi. Củ tỏi sẽ là số 9. Xuyên thầu. Xuyên thầu. Xuyên thầu là củ tỏi. Rồi, chúng ta muốn nói bột nghệ thì sẽ là số 10, nói như thế này. Hoàng cớn phẩn. Hoàng cớn phẩn. Hoàng cớn phẩn có nghĩa là bột nghệ. Rồi, thí dụ chúng ta muốn nói nước tương thì sẽ là số 11, rất là đơn giản. Xì dầu. Xì dầu. Xì dầu có nghĩa là nước tương. Rồi, thí dụ như chúng ta nói nước mắm thì sẽ là nói như thế nào? Nói như thế này, số 12. Dừa lầu. Dừa lầu. Dừa lầu. Dừa lầu có nghĩa là nước mắm. Rồi, chúng ta muốn nói giấm thì sẽ nói như thế nào? Giấm chua ha quý chị các bạn. Thì sẽ nói như thế này, số 13. Châu. Châu. Châu có nghĩa là giấm. Có châu có xì giấm hả quý chị và các bạn, chúng ta không đọc xô, không đọc tô và không đọc thâu mà là châu. Châu. Châu hả quý chị các bạn, châu có nghĩa là giấm. Rồi, rượu chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này, số 14, đơn giản là chẩu. 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 Sai rượu là chơi chẩu. Chơi chẩu.
chùi chẩu là xài rượu ha quý anh chị các bạn, rượu có nghĩa là chẩu. Rồi tiếp tục, thí dụ chúng ta muốn nói giấm đỏ thì sẽ là số 15, hồng châu. Hồng châu, châu có nghĩa là giấm, hồng có nghĩa là màu đỏ. Hồng châu có nghĩa là giấm đỏ. Giấm đỏ là cái loại giấm mà mình để ăn ăn với lại cua anh chị bạn ha, ăn với lại cua hay là với lại xỉu lùng báo ha. Hồng châu có nghĩa là giấm đỏ. Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn nói bột mì tinh thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này, số 16, sáng phẩn. Sáng phẩn, sáng phẩn có nghĩa là bột mì tinh. Rồi chúng ta muốn nói kiếp chấp. Kiếp chấp cũng là một cái loại thức chấm thôi các bạn, thức chấm của người Hồng Kông, của người Hoa. Số 17, kiếp chấp. Kiếp chấp thì mình cũng dịch là kiếp chấp luôn. Rồi thí dụ như ớt thì sẽ là nói như thế nào? Số 18, nói như thế này, lạt chiếu. Lạt chiếu, lạt chiếu có nghĩa là ớt. Các anh chị các bạn, lạt chiếu có nghĩa là ớt. Rồi tương ớt thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này, số 19, lạt chiếu trơn. Lạt chiếu trơn, lạt chiếu trơn, lạt chiếu có nghĩa là ớt, trơn có nghĩa là tương. Lạt chiếu trơn có nghĩa là tương ớt, lạt chiếu trơn có nghĩa là tương ớt. Rồi thí dụ như chúng ta muốn nói tương ớt chua ngọt thì nói như thế nào? Nói như thế này, số 20, xuyến lạt trơn. Xuyến lạt trơn, xuyến lạt trơn có nghĩa là tương ớt chua ngọt. Trơn có nghĩa là tương, xuyến là chua, lạt là ngọt. Xuyến lạt trơn có nghĩa là tương ớt chua ngọt. Rồi thí dụ như chúng ta muốn nói bột ca ri thì nói như thế nào? Nói như thế này, số 21, ca lý phẩn. Ca lý phẩn, ca lý phẩn có nghĩa là bột ca ri. Ca lý có nghĩa là ca ri, phẩn có nghĩa là bột. Ca lý phẩn có nghĩa là bột ca ri. Rồi tiếp tục, thí dụ chúng ta muốn nói bột gạo thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này, số 22, chím mậy phẩn. Chím mậy phẩn, chím mậy phẩn là bột gạo. Rồi thí dụ như chúng ta muốn nói bột nếp thì sẽ là nói như thế này, số 23, lò mậy phẩn. Lò mậy phẩn, lò mậy phẩn là bột nếp các bạn chị các bạn. Rồi tiếp tục, chúng ta muốn nói dầu ăn thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này, số 24, dầu. Dầu, dầu thì có rất là nhiều loại dầu hả quý vị các bạn. Thí dụ như chúng ta muốn nói dầu ăn olive cẩm nè, thì sẽ nói như thế nào? Số 25, cam lãm dầu. Cam lãm dầu, cam lãm có nghĩa là trái olive, dầu có nghĩa là dầu, dầu ăn. Cam lãm dầu có nghĩa là dầu ăn olive. Rồi cái loại dầu ăn khác, thí dụ như chúng ta muốn nói dầu, dầu bắp thì sẽ nói như thế nào? Số 26, xúc mậy dầu. Xúc mậy dầu, xúc mậy có nghĩa là bắp, là trái bắp. Dầu là dầu, xúc mậy dầu có nghĩa là dầu bắp. Rồi còn một loại dầu khác, thí dụ như là dầu đậu phộng, chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này, số 27, phá sắn dầu. Phá sắn dầu, phá sắn dầu có nghĩa là dầu đậu phộng. Phá sắn có nghĩa là đậu phộng. Dầu có nghĩa là dầu, phá sắn dầu có nghĩa là dầu đậu phộng. Rồi tiếp tục, còn loại dầu này nữa nè, thơm lắm, dầu mè.
thì nói như thế nào, dầu mè sẽ là số 28, nói như thế này: mà dầu có nghĩa là dầu mè ha quý chị và các bạn. Rồi còn loại dầu này nữa, dầu ớt, thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này, số 29 là chiếu dầu, là chiếu dầu, là chiếu có nghĩa là ớt, thì là chiếu dầu có nghĩa là dầu ớt ha quý chị các bạn, là chiếu dầu có nghĩa là dầu ớt. Rồi thí dụ như chúng ta muốn nói củ gừng á, gừng á quý chị bạn, nói như thế nào? Nói như thế này, đơn giản là số 30, cớn cớn cớn, u e n ơn, cờ ơn cơn sắc, cớn cớn ha quý chị bạn. Chúng ta không đọc kén ha, mà đọc là cớn cớn cớn, có nghĩa là gừng. Rồi cái từ vựng sau cùng đó là sả, cái củ sả này rất là thơm ha quý chị các bạn. Số 31, hớn màu, hớn màu, hớn màu có nghĩa là sả. Rồi thì đó tổng cộng là 31 cái từ vựng về gia vị ha quý chị các bạn. Quý anh chị và các bạn cũng nhớ luyện tập. Thôi bây giờ thì chúng ta cùng nhau đọc lại cho quen nè. Số 1, thiều mì liệu, thiều mì liệu có nghĩa là đồ gia vị. Số 2, mì chính, mì chính có nghĩa là bột nêm. Số 3, thòn, thòn có nghĩa là đường. Số 4, dìm, dìm có nghĩa là muối. Số 5, vù chiếu, vù chiếu có nghĩa là tiêu. Số 6, vù chiếu lắp, vù chiếu lắp có nghĩa là tiêu hạt hay là hạt tiêu. Số 7, vù chiếu phẩn, vù chiếu phẩn có nghĩa là tiêu bột. Số 8, lạt, sorry, số 8, chiếu dìm, chiếu dìm nghĩa là muối tiêu. Số 9, xuyên thầu, xuyên thầu có nghĩa là củ tỏi. Số 10, hoàn cớn phẩn, hoàn cớn phẩn có nghĩa là bột nghệ. Số 11, xì dầu, xì dầu nghĩa là nước tương. Số 12, dừa lù nghĩa là nước mắm. Số 13, chou, chou nghĩa là giấm. Số 14, chẩu, chẩu có nghĩa là rượu. Số 15, hồng châu, hồng châu có nghĩa là giấm đỏ. Số 16, sáng phẩn nghĩa là bột mì tinh. Số 17, kiếp chấp, kiếp chấp mình vẫn dịch là kiếp chấp. Số 18, lạt chiếu, lạt chiếu có nghĩa là ớt. Số 19, lạt chiếu trơn, lạt chiếu trơn có nghĩa là tương ớt, chua ngọt. Số 21, ca lý phẩn, ca lý phẩn nghĩa là bột ca ri. Số 22, chím mậy phẩn, chím mậy phẩn bột gạo. Số 23, lò mậy phẩn, lò mậy phẩn bột nếp. Số 24, dầu, dầu là dầu ăn. Số 25, cam lãm dầu, dầu ăn olive. Số 26, xúc mậy dầu, dầu bắp. Số 27,
phá sắn dầu, phá sắn dầu, dầu đậu phộng. Số 28, mà dầu, dầu mè. Số 29, lạt chiếu dầu, lạt chiếu dầu, dầu ớt. Số 30, cớn, cớn là gừng. Từ vựng sau cùng. Số 31, hớn màu, xả. Rồi thì đó là 31 cái từ vựng cũng khá là quan trọng và cần thiết, và nó rất là bổ ích cho quý anh chị và các bạn trong cái cách nói tiếng Quảng Đông của mình ha. Thì quý anh chị và các bạn nhớ học thuộc, nhớ rèn luyện. Và mình cũng hy vọng là quý anh chị và các bạn thích cái bài chia sẻ hôm nay của mình ha. À, thôi thì mình xin dừng ở đây và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn những cái chia sẻ tiếp theo sau này ha. Mình không quên là chúc cho quý anh chị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chào tạm biệt. Joy Kin.